Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh khác. Người Việt thường làm rất nhiều món ăn vào dịp Tết. Tôi rất thích bánh chưng. Một ngày nào đó, tôi sẽ học làm loại bánh này. Đi bữa chánh trước đi, hai chùa xa trước. À, đi chơi xa đi. Em đi rồi đi qua chùa nhà mình đó, hai chùa rồi về đây đi với đây được 5 chùa. Đi vô thành phố mới hả? Thành phố mới rất nhiều món ăn ngon. Thôi đi chứ rủ rê riết là không có làm được cái gì. Đông càng đông càng phức tạp. Michelle Pinjon, hiện là giám đốc trung tâm ngoại ngữ AC.